맞추셔도 됩니다. lâu lắm rồi mới thấy biển nè. Hôm nay đi cắm trại ở thành phố Gangwon, khu này là Yangyang, ngay ở giữa Sukcho và Gangneung, với bốn bạn thân quen từ Việt Nam. Hẹn gặp năm trước mà qua năm rồi mới đi chơi á. Wow, trên đường cao tốc có rất nhiều hoàn cảnh núi, chỉ có màu trắng, nâu đen. Nhìn đẹp dám ăn luôn á. Vừa mới tới trạm nghỉ ngơi nhưng mà tuyết quá trời luôn, mà trong đây có núi và cả một người tuyết. Let's get it. Oh shit. Oh, wow. Oh. Oh. Đây là siêu thị chuyên về mua nguyên liệu để mình tối nay nấu ăn nè. Nãy đi lối đầu tiên bị chặn đường vì tuyết quá nhiều. Đây là lối thứ hai mà có hai chiếc xe đậu xe tú bên kia mà không đi được á, vì quá trơn. Thôi giờ mình lùi về để đi lối cuối cùng, mong là sẽ tới. Wow. Mình đã tới rồi nha mọi người. Đây là Triple Pension. Đây là cửa vào. Trời ơi, trời, tiếc quá trời luôn. Trời, may mắn là mình tới đây an toàn rồi. Thường là 2 tiếng là tới rồi, mà tuyết nhiều quá nên là mất 4 tiếng lận. Ở Hàn có rất nhiều chỗ phải mở nước liên tục, vì không mở là đường cống sẽ bị cống lại và chi phí sửa cũng rất là cao, nên là mọi người nhắc nhau dữ lắm. Mình chia ra hai nhóm. Nhóm bên kia cứ nướng thịt, rồi mình sẽ chuẩn bị canh và rau củ. Và phải nhộn nhịp trước khi ăn cho nó gọn gàng á. Nhiệt độ thấp hơn 0 độ là đa số món ăn đều là nóng hết, nên tập trung ăn dữ dội luôn. Đông tự nhiên này. 1, 2, 3, 4, 5. À, ngọt ngào. Rất là ngọt hả? Thường rượu thì đắng lắm mà không biết sao uống nó thấy ngọt quá. Tí nữa ăn là chắc ngon xỉu luôn á. Ăn vài ly xong cái đổ này. Nhưng mà bây giờ làm như thế này, thế này mà uống như vậy là ok. Dò dò bự cỡ như chanh nhất. Ô thật à? Ô
대만인데? 2만 원이라는 거 잊지 마세요. 오늘 또 많이 줘. 왜 이거 내 반이야? 원해 내 신당. 그런 그런 거지. 오우. 사람 좋아한다. 이게 먹을 거 많이 줘서 그런데. 개념이네 진짜. 미 뭐 이거 여이. từ đó trong đây phải có cát nhưng mà bây giờ thì tuyết nhiều quá. Yo! Lâu lắm rồi mới thấy biển nè, vừa thích nhưng mà lại wow bây giờ lạnh lắm luôn mọi người. Yo! Chua đi, lãng mạn thực sự luôn. Trời ơi nằm luôn kìa. Tính mua cái gì ở CEO mà lại đóng cửa rồi. Nè là biết là ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon nên là nó lấy nó đợi ở đây nè. Hoa thoa ya. Sắp thanh ya, sắp thanh. Hoa lan đấy. Hoa thanh ya. Hoa thanh ya. Người Hàn cũng rất thích chơi mã số nha. Mà có rất nhiều loại khác nhau. Tội nghiệp quá. Giỏi ngoài lắm luôn. Con nhỏ con nó tội nghiệp quá. Em có thể tối nay chơi gió được sơ sơ cũng đỡ, thì nó đang chơi. Chắc là ba con mèo này nó sống ở ngoài nó quen rồi á, cũng là cũng ngon. Ya, 정면 장난 아닌데?